Xin chào các bạn, hôm nay kinh nghiệm cắm trại từ A tới Z xin giới thiệu đến cho các bạn là 6 địa điểm cắm trại ở gần Hà Nội vào cái thời điểm là dịp Tết Dương lịch sắp tới đây. Thì không dài dòng nữa, mình xin giới thiệu đến cho các bạn địa điểm đầu tiên, đó là núi Trầm, địa điểm cắm trại hoang sơ mà ngay gần Hà Nội. Địa chỉ thì ở Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội, miễn phí vào cửa. Núi Trầm được mệnh danh là cao nguyên đá Hà Giang thu nhỏ ở giữa lòng thủ đô. Núi Trầm còn được biết tới với tên gọi khác là Tử Trầm San, nằm cách trung tâm Hà Thành 30 km. Không giống với những ngọn núi hoang sơ hùng vĩ tại cao nguyên Tây Bắc, nơi đây hiện lên với vẻ đẹp quyến rũ và thơ mộng, cùng với đó là vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan thiên nhiên đã chứng phá cho bức tranh phong cảnh nơi đây càng trở nên đẹp hơn. Khu núi Trầm thì chưa phát triển nhiều với các hình thức cắm trại nhưng vẫn mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ và nguyên sinh. Do đó, khi cắm trại ở đây, bạn phải tự chủ động chuẩn bị các đồ đạc để cắm trại. Khi lên đến đỉnh núi, bạn sẽ phải tìm cho mình một cái địa điểm có đất trống và bằng phẳng để tiến hành cắm trại. Những dụng cụ cắm trại thì mình có thể thuê ngay ở phía chân núi. Ở đây thì có các cái dịch vụ với chi phí khá rẻ và bạn chỉ cần chuẩn bị đồ ăn ở nhà trước khi mà đến đây. Đến với địa điểm thứ hai là Hồ Quan Sơn. Chúng mình có thể cắm trại trong ngày ở đây. Địa chỉ thì ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Giá vé là 15.000 đồng trên một người. Nằm ngay tại huyện Mỹ Đức, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km, nên bạn có thể dễ dàng di chuyển ngay trong ngày. Sau khi đặt chân đến nơi đây, việc đầu tiên là bạn nên trải nghiệm thuê một chiếc thuyền nhỏ để khám phá những cái vẻ đẹp mê hồn người tại Hồ Quan Sơn. Giá chỉ 140.000 đồng cho 3 đến 4 người trong khoảng 3 tiếng. Với những thắng cảnh đẹp mắt như là đồi voi phục hay là đảo sư tử, ngắm nhìn bức tranh sơn thủy hữu tình hiện ra ngay trước mắt sẽ không khỏi làm cho bạn phải ngỡ ngàng. Với khí hậu mát mẻ và được tách biệt khỏi sự ồn ào của chốn đô thành nên được chọn là điểm cắm trại. Tuy nhiên, nơi đây thì chưa phát triển các dịch vụ như cho thuê lều trại hay các dụng cụ cần thiết khác, cho nên bạn cần phải chủ động chuẩn bị trước. Nếu muốn làm tiệc barbecue thì bạn nên chuẩn bị đồ ăn ướp sẵn tại nhà và mang theo cả bếp nướng. Cũng nên chuẩn bị trước cả đồ uống và hoa quả. Nếu qua đêm tại đây, nên cầm theo chăn hoặc là mang thêm áo khoác vì nhiệt độ ban đêm sẽ giảm tạo cảm giác se lạnh. Địa điểm tiếp theo là Tà Xùa Sơn La, là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tà Xùa gần đây đã trở thành một điểm du lịch được nhiều người đam mê xây dịch yêu thích. Đây là một xã miền núi còn khá hoang sơ, nhưng thu hút chân du khách nhờ khung cảnh biển mây đầy ảo diệu trên các sườn núi vào những buổi sáng sớm. Săn mây trên đỉnh Tà Xùa có lẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và để lại nhiều dấu ấn nhất. Biển mây Tà Xùa xuất hiện giữa thung lũng rộng lớn, xung quanh là những dãy núi chập trùng như muốn thử thách du khách khi đến cắm trại săn mây tại đây. Thời điểm vàng để săn mây tại Tà Xùa là từ tháng 10 cho đến tháng 4 hàng năm, vì đây là thời điểm dễ hình thành nên các khối mây. Song một số ngày vẫn có mưa vào buổi sáng, cho nên trước khi bắt đầu hành trình săn mây, bạn nên tìm hiểu thời tiết để có kế hoạch phù hợp. Để săn mây đúng thời điểm, bạn nên tranh thủ dậy sớm để chạy xe máy khoảng 30 phút. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu bạn muốn có một cái trải nghiệm thú vị giữa cái lạnh của núi rừng Tây Bắc, bạn có thể tiến thẳng lên núi Tà Xùa vào buổi chiều hôm trước, sau đó thì cắm trại qua đêm để sáng sớm hôm sau mình có thể thức dậy và kịp thời săn mây. Tiếp theo là Hồ Thủy Điện Na Hang, Tuyên Quang. Na Hang từ lâu đã được coi là một vùng đất cổ. Nơi đây, mỗi con sông, con suối, mỗi cánh rừng, ngọn núi đều được gắn liền với những truyền thuyết. Cảnh đẹp nên thơ, hữu tình khiến con người ta phải ngây ngất. Được kiến tạo bởi sông Ngâm, sông Năng cùng dãy núi Bát Tạ hùng vĩ với 99 ngọn núi được ví là Hạ Long giữa đại ngàn. Từ khi được tích nước, Hồ Thủy Điện Na Hang trở thành một vùng hồ rộng tới trên 8.000 hecta với nhiều cảnh quan thiên nhiên khiến du khách nào cũng muốn khám phá. Na Hang hội tụ đủ yếu tố để làm nên một quần thể du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia. Đây là một lợi thế phát triển loại hình du lịch văn hóa dân tộc dân gian, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và du lịch Hồ Thủy Điện. Sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội đi du thuyền trên Hồ Thủy Điện để được đắm mình vào với thiên nhiên mênh mông sông nước, trùng trùng điệp điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về những sự tích gắn liền với từng địa danh ở nơi đây. Chuẩn bị cho chuyến du lịch khám phá như check-in, leo núi, cắm trại, đạp xe, trèo thuyền hay vượt thác hoàn hảo hơn thì bạn đừng quên là xem trên kênh YouTube kinh nghiệm cắm trại từ A tới Z và chọn đầy đủ cho mình những món đồ phượt không thể thiếu cho mỗi chuyến đi với giá hấp dẫn ngay tại vietcam.vn. Địa điểm thứ 5 mà mình muốn giới thiệu đến đó là Thung Nai, địa chỉ ở Cao Phong, Hòa Bình với giá vé là 7.000 đồng trên một người.
cách trung tâm Hà Nội khoảng 100 km. Chỉ dẫn đường đi: từ Hà Nội bạn đi dọc theo quốc lộ 6 ra Hòa Bình. Khi đến gần thành phố, bạn sẽ thấy được một cây xăng rồi rẽ vào đường tránh. Tiếp theo đó là biển dẫn thẳng đến Sơn La. Đi hết đường đến chân dốc Cun, bạn rẽ phải hỏi đường người dân địa phương để tới Thung Nai. Được biết đến như là Hạ Long trên cạn, Thung Nai mang cho mình một vẻ đẹp núi rừng bạt ngàn nằm trên con sông Đà hùng vĩ. Đây là một địa điểm du lịch cũng như các buổi cắm trại lý tưởng cho nhiều bạn yêu thích thiên nhiên. Đến với Thung Nai sẽ có rất đông du khách du lịch vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là những đêm trăng tròn. Hơn nữa, vào các ngày Chủ nhật, bạn sẽ có cơ hội được tham gia các phiên chợ do người dân tổ chức. Đây cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Thung Nai có được không gian rộng rãi, vừa được cắm trại, vừa được vui chơi nhiều hoạt động bên sông Đà. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn? Cuối cùng là địa điểm thứ 6, Đồng Cao, Bắc Giang, thuộc xã Thạch Sơn, huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km, miễn phí cửa vào và bạn có thể cắm trại qua đêm tại đây. Nếu như muốn có những trải nghiệm thú vị hơn thì hãy đến với Đồng Cao, Bắc Giang để trải nghiệm cảm giác cắm trại ở trên một ngọn đồi cao hùng vĩ. Cao nguyên nằm ở độ cao khoảng chừng 1.000 m so với mực nước biển. Điểm thu hút ở nơi đây chính là những khu rừng khổng lồ và những tảng đá với nhiều hình dạng kỳ lạ. Sự hoang sơ của cao nguyên khiến cho Đồng Cao trở thành một khu cắm trại tuyệt vời cho những du khách thích phiêu lưu. Đặc biệt, đã tới đây thì nhất định bạn đừng bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh với những đám mây sương mù lơ lửng trên những ngọn núi. Đồng Cao thì có khá nhiều những khu đất trống nên bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một nơi để cắm trại. Đừng quên chuẩn bị đồ ăn và bếp nướng để tổ chức nấu nướng cùng bạn bè. Khi tới Đồng Cao thì bạn hãy chịu khó leo lên đỉnh của ngọn đồi để được ngắm nhìn cái khung cảnh từ trên cao bạn nhé. Hy vọng rằng những cái gợi ý của mình ở trên sẽ giúp cho các bạn có một kỳ Tết dương lịch thật ý nghĩa và hạnh phúc bên người thân. Chúc các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng. Và hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng mình để xem thêm nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.